em à, đừng tiếc bởi tình yêu cho thương những người không chọn bởi vỡ rồi. Lỗi đôi cho đời bao nhiêu cho vừa đây, ngó qua đã uổng thanh xuân lạc lối. Em không phải là người mẫu, mà đã làm cái hàng casting đối với thế này.
nên là thực sự em cảm thấy rất là bối rối với vấn đề cũng như là chưa có hiểu để mà cái này là em thấy thực sự rất là sợ. Tuy nhiên những chuyện đó vừa rồi thực sự nó là sự bên trong, chứ không phải là em sợ em có sợ hãi là đúng, nhưng em cố gắng thực hiện tiếp tục. Em nghĩ có nhiều điều hơn như vậy mà em nói tặng anh qua bao giờ thì thật sự công việc bên này những anh tuy nhiên mà em về với chương trình và em đến đây hiện nay và em cố gắng với chương trình thật sự. Em ơi, một ngày em tập sáng qua, một ngày tập bao nhiêu tiếng? Một ngày em tập khoảng 1 đến 1,5 tiếng. Mỗi ngày em là một tuần tập vài buổi. Sẽ có buổi và em không tập và có buổi tập. Tùy vào tình của công việc, tại vì công việc em nhận em cũng khá là bận, nhưng mà em vẫn cố gắng sắp xếp để có thể là tập luyện. Em là gì? Dạ, công việc của em là tiếng Anh. Về
do anh sai. Chậm lại xíu nữa là hít. Đừng sợ quá, không lại kiểu về vị trí cũ bây giờ. Chậm lại thôi, chứ nhìn thẳng chị Phương không ăn thịt đâu, nhìn chị như vậy thôi. Nhìn chị giống như một con báo, nhưng chị không biết ăn thịt thì ăn chay. Em đã luyện tập những bài luyện chậm để có thể mình nhắm mắt mình có trọng lượng hơn, có tính tiến bộ hơn. Thực sự thì cái nội lực của em rất là nhiều. Em đến với chương trình này, cái đam mê của em nó đã xuất phát từ năm khi mình còn học lớp 11 thôi. Em đã set cho mình ba cái goals. Mục đầu tiên đó là tăng chiều cao, thứ hai đó là đậu đại ngoại thương. Bởi vì sao? Em biết rằng là có những anh chị, ví dụ như Tiêu Ngọc Linh đi, rồi em kia các chị xuất phát từ trường đại học ngoại thương là những người rất thực sự rất ưu tú, vừa có ngoại hình tốt, vừa có học thức tốt. Có một lý do em cố gắng để có thể đạt theo các anh chị để đậu ngoại thương. Và sau khi đó thì cũng luyện tập cái body của mình khoảng 2 năm để đến với chương trình mình nói xong rồi. Thực sự là trong 3 năm qua, thực sự em cũng trải qua rất khá nhiều hạn. Đầu tiên là cái việc mà có thể là em không thể tham gia chương trình next stop, là một việc mà nó đang stress thì nguyên. Em suốt năm, em rất là tệ, rất là bệnh. Thời điểm đó em cũng có những cái tai nạn khác. Em cũng có một cái tai nạn bị chấn thương mũi. Bệnh kỹ mũi vàng, thì mình cũng phải trải qua những khối lượng như vậy. Và đợt vừa rồi em có COVID, sức khỏe em rất là yếu. Tuy nhiên em cũng đã luyện tập để hồi phục và đến đây mình này. Em thực sự em nói như vậy thì không cảm thấy nếu mà mình có những câu chuyện gì. Tuy nhiên cái câu chuyện quen đó là em luôn cố gắng vươn lên, đang đứng lại, đang tìm kiếm cho mình một cơ hội. Thì em hy vọng Phương có thể ra trên cơ hội. Quan trọng rằng em định hình cho em sẽ đi theo phong cách nào, em
chỉ cảm thấy chỉ có lỗi với những người mà họ đã chuẩn bị kỹ hơn. Cộng thêm một điều nữa đó là ánh mắt của em không truyền cho chị được cái năng lượng. Thực sự luôn, không, đừng có lo, em gì. Thực sự là em cảm thấy rằng là đẹp trai nhưng mà không thực sự là nghiêm túc với bản thân mình. Thì thực sự thì không. Em nghiêm túc là sao không tập? Em nghiêm túc, em có bao giờ tập ánh mắt của em không? Em nghiêm túc là của em đẹp. Với chị nha, chị xin lỗi nếu như chị càng khó tính hơn với những cái người đẹp. Bởi vì ấy, chúng ta là người đẹp, chúng ta là những người mà đang muốn chinh phục đỉnh cao. Chúng ta cần phải có cái trách nhiệm với bản thân mình của thời điểm hiện tại. Thì chúng ta có thể hướng được những giá trị trong tương lai, những cái áp lực mà chúng ta sẽ phải chịu. Em biết thì đây là một cái chuyện của em. Về đôi mắt thì cũng đến gặp nhận được rất nhiều thực sự là đôi mắt em rất là buồn. Thực sự thì em vẫn cố gắng chứ không phải là không. Nó thiếu, nó không chỉ buồn, nó thiếu hồn, nó thiếu cái phần lực ở bên trong. Khi chúng ta là những người nghệ sĩ biểu diễn, đôi mắt nó cửa sổ của tâm hồn, chúng ta cần phải truyền cho người ta cái năng lượng. Có rất nhiều bạn thí sinh ra đây họ không hoàn hảo về ngoại hình, thế nhưng mà họ chỉ cần bỏ nó ra, họ bỏ nó ra và họ thu hút rồi. Với một người quyết liệt như chị Cú Thu Phương, với một người quyết liệt như chị Cú Thu Phương thì anh nghĩ rằng là em sẽ càng nói em lại càng đi xa. Em càng giải thích thì em lại càng đi xa, bởi vì giống là những cái chị Phương đưa ra, những cái lý lẽ chị Phương đưa ra, những câu hỏi chị Phương đưa ra, thêm cái cách mà em giải thích, cái cách mà em bao biện, anh tạm gọi là bao biện đi, bởi vì là cũng mỗi người sẽ có một câu chuyện khác nhau, chưa biết là ở đằng sau nó sẽ như thế nào. Thì em càng nói thì giống như kiểu em càng đẩy thuyền nó đi xa. Chứ không cần một cái thức quyết liệt, cần cái điều đó chốt lại. Thì em cứ tại vì bởi vì em sẽ và điều đấy thì nó sẽ đối đầu với bản thân anh. Anh còn không cảm nhận được rằng là anh được thuyết phục nữa. Thế nên là thời gian thì sẽ không có nhiều. Bây giờ chúng ta đã dành cho phần casting này đến 30, gần 30 phút cho một mình em rồi. Và... Ok, mình sẽ nói được coi như thế này. Nếu chị Phương đưa cho em cơ hội thì tiếp tục đến đây, tôi sẽ không làm việc thất vọng. Em sẽ lấy việc thật tốt. Thật sự em thừa nhận em có những chuyện điểm em đang học hỏi. Thật sự như vậy. Các em lúc nào cũng chờ cơ hội rơi vào người mình thì bắt đầu nỗ lực từ từ. Trong cái cuộc đời cô cậu rơi vào đầu em mãi sao? Bao nhiêu năm gặp Facebook nó mới có một lần. Ôi người chị của tôi, người dược của người chị đã đặt tôi đây. Trời ơi, có cái gì đâu kìa. Có bao nhiêu lâu để chạy để đánh mặt của em? Em sẽ ra hiện cho em cái mặt mẽ lên, em hứa. Ok, em sẽ ra hiện cho một tiếp theo. And I definitely have the next round. Ok. Nếu như mà để đến phần sau mà loạn thì anh sẽ loạn từ bây giờ. Cho nên là anh cần rằng là phải làm sao vượt qua được phần sau cơ. Chứ không phải là đến phần sau mà loại thì... Em nghĩ không sao nha. Với
với Toại á, thì anh có một lời rất là cảm ơn em đã tham gia chương trình Việt Nam Next Top Model năm 2019. Và với năm 2019 thì nó để lại cái dấu ấn không vui so với rất là nhiều những bạn thí sinh đã từng tham gia chương trình. Và bây giờ đến khi nó lại thì nó có nhiều những cái câu chuyện, ví dụ như có những thí sinh chờ đợi và không đến được kết hôn, rồi có những thí sinh lên ra đi về Covid, rồi có những thí sinh đã được chọn và nếu như không có đại dịch xảy ra thì nó sẽ được làm một cú rất là bùng nổ. Và những thí sinh đấy đã ở trong cái list được chọn và họ luôn sẵn sàng chờ đợi. Thế nhưng mà đã có rất là nhiều biến cố xảy ra, cho nên là với những người như Quảng đã từng tham gia Việt Nam Next Top Model 2019 thì anh rất muốn đưa cho các em một cơ hội nữa. Nó không phải là thay cho một lời xin lỗi đâu, mà đấy là cái việc mà các em xứng đáng được có với Next Top Model 2019. Và thêm một điều nữa là Toại đang có mặt ở đây và em đã thay đổi so với 2019, thì anh nghĩ rằng nếu cộng thêm động lực của Vũ Phương, em sẽ là ổn ở trong vòng sau. Còn em có ổn hơn tất cả các bạn khác hay không để đi tiếp thì anh còn biết. Nhưng chắc chắn với cái cách của Toại, từ Next Top Model cho đến bây giờ em đã thay đổi, thì chắc chắn em sẽ thay đổi một trong những em. Rồi, có cần phải nộp tiền để mua thiết không? Thôi được rồi, em có hiểu được những cái vấn đề mà chị đọc ý cho em chưa? Vâng, em cũng đã biết được, tức là em cũng hiểu ra là những cái software em cần một cái lần giải thích của bạn nếu như vậy. Thứ nhất là em thực sự thiếu tự tin. Bước ra đây không có quyền của tự tin. Dù cơ thể em nào đi chăng nữa em cũng phải yêu nó, em cũng phải cảm cái tự nào về nó thì người ta mới cảm nhận được cái năng lực đó. Thứ hai đó là ánh mắt của em có vấn đề, em cần phải sửa nó ngay lập tức. Tại vì không có lỗ cái cơ hội này mà chị không cảm thấy có lỗi với những cái người khác. Cái điểm thứ ba, vì chị trân trọng cái tình yêu của em với thời trang, thế nên là ta sự tiếp tục quay lại sau nhiều lần gặp khó khăn với chương trình này chương trình kia, và vì cái sự tôn trọng mà tình yêu đó của em, cho nên chị đồng ý cho em một cơ hội nữa và em đừng làm chị thất vọng nhé. Vâng, cảm ơn chị. Chào em đang ngồi với tôi. Em ơi, là một trong đó, không biết được là chị đang nhiều nữa. Bây giờ là bên trong cố gắng tập khóa cho chị, chứ chị không muốn là để mới học với chị Phương nhé. Dạ vâng. Và bạn 19 đã chờ đợi rất là lâu, cảm ơn em rất là nhiều. Em có thở được không? Thở thấy lắm thôi nhá. Có cảm thấy mệt không? Gần thấy lắm thôi, chưa được nói, thở thấy lắm. Nào không? À, cảm ơn em đã chờ đợi cái phần chia sẻ vừa rồi của chúng tôi với 3 năm học chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng biểu quyết cho thí sinh 319. Nhưng mà có bị huấn luyện viên ạ? Copy là con chó mòn đấy.
nó tròn trịa, nó thấy ngọt, nó chạy nhiều, nó già rồi, nó tự sát lại. Đúng không nào? Nó giải thích, và đấy cũng chính là điều mà anh muốn gửi đến thân em cũng giống như bạn.